Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh của Duy là một chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450. Thì với chiếc Maybach này, Duy đã quay cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Nhưng mà thông thường thì sẽ thấy là Maybach có màu đen, màu trắng ha, thì rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay bên Duy vừa mới về chiếc xe Maybach S450 với màu Ruby Black. Đây là cái màu có thể nói là rất là hiếm gặp trên đường ha. Đó, thực ra thì nếu mà các bạn nhìn từ một cái góc độ này các bạn, thì các bạn có thể thấy là chiếc S450 chúng ta gần như là có một cái màu đen ha. Nhưng mà khi mà chúng ta thay đổi những cái góc nhìn khác nhau, những cái ánh sáng nó sẽ chiếu vào, thì chiếc xe của chúng ta sẽ đổi sang những cái màu khác ha. Đó, màu Ruby Black thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái ánh đỏ ở trong cái phần màu sơn đen ha. Đó, nhìn nó cũng rất là đặc biệt luôn. Thật sự thì với cái chiếc Maybach S450 này, Duy đã quay review, Duy đã nói rất là nhiều về cái chiếc xe này rồi. Đó, thì ngày hôm nay Duy cho các bạn xem sơ lại. Đó, còn bạn nào mà chưa xem về cái review của chiếc xe Maybach S450 này, Duy sẽ để cái link cho các bạn xem ha. Các bạn có thể theo dõi lại và có thể là xem kỹ hơn. Đó, còn với video clip này thì chủ yếu là Duy sẽ cho các bạn xem ha về cái màu sắc cũng như là một vài cái coi như là cơ bản thôi, bên ngoài cũng như bên trong của cái xe. Maybach thì chúng ta có một cái chiều dài lên đến gần 5,5 m luôn các bạn. Cho nên là khi chiếc xe Maybach S450 này lăn bánh ngoài đường á, thì chúng ta thấy có một cái nét đẹp gì đó nó rất là uy lực ha, rất là quyền lực luôn. Đó, và chiếc xe nó rất là dài. Đó, thì cái điểm mà làm cho cái phần mà chiếc xe nó thêm dài bạn, đó chính là cái phần không gian nội thất ở cái khoang sau này. Thực chất đối với cái xe Maybach S450 so với là cái S450 tiêu chuẩn á, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chủ yếu là dài hơn ở cái khu vực ở khoang sau, còn lại ở khoang trước hoặc là bề rộng của xe hay là bề cao của xe thì nó đều là như nhau hết ha. Đó, và đặc biệt các bạn, chiếc Maybach S450 này có một cái màu ruby ở bên ngoài, nhưng ở bên trong là nội thất màu đen ha. Màu đen cũng là một cái màu mà rất là ít thấy trên xe Maybach luôn. Thông thường thì các bạn sẽ thấy là chủ yếu là màu kem là rất là nhiều. Đó, thì thực sự đối với cái màu đen bên trong này các bạn, thì nó có một cái không gian giống như là nhìn nó rất là ngầu ha. Rất là ngầu, đen hết luôn các bạn. Không có chỗ nào mà bọc một cái da màu kem hay là một cái màu khác hết. Đó, khi mà Duy ngồi bên trong cái khoang này các bạn, thì cảm giác giống như mình đang ngồi trong một cái rạp hát ha. Đang ngồi trong một cái phòng xem phim ha. Nó tối như vậy đó, và những cái ánh đèn nội thất nó sẽ rất là nổi bật ở bên trong cái khoang nội thất này. Thật sự các bạn, màu đen thì nó cũng có cái nét hay của cái màu đen ha, và màu kem thì cũng có một cái nét hay của cái màu kem. Đó, tùy theo sở thích của anh chị thôi. Còn đối với cái option của chiếc xe Maybach S450 này thì nó gọi là một bầu trời về công nghệ các bạn. Một bầu trời về công nghệ có nghĩa là nó rất là nhiều những cái trang thiết bị, những cái option mà có thể nói là bậc nhất của Mercedes-Benz hiện tại luôn. Không có chiếc xe nào mà có thể là nhiều option bằng cái chiếc xe Maybach S450 này được hết ha. Ok, cửa là cũng là cửa điện luôn các bạn. Duy chỉ việc chạm vào đây thôi thì nó sẽ đóng cửa. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem ở phía sau nè. Cốp xe của Maybach S450 hay là Maybach S680 hay là kể cả S450 luôn các bạn, thì nó là một cái cốp kính luôn ha. Các bạn không có thể nào gặp cái ghế lại được giống như những cái chiếc xe SUV. Đó, bên trong này thì nó sẽ có là hai cái bờ bắp chân cho hàng ghế ở phía sau ha. Mình sẽ để ở đây một cái bộ thảm màu đen luôn các bạn, bởi vì xe của chúng ta sử dụng cái nội thất màu đen cho nên là sử dụng cái thảm màu đen luôn. Và cái bộ thảm này nó rất là nặng ha, nó rất là dày luôn. Đó, cảm giác khi mà chúng ta đạp chân lên cái bộ thảm này thì nó cho một cảm giác rất là êm ha. Thì thông thường ở Việt Nam các bạn, thì Duy thấy là đa phần các anh chị hay chọn cái nội thất màu kem á, sau đó là về rồi mua một cái thảm nhựa để trải lên thay cho cái thảm nhung này. Nhưng mà khi mà chúng ta đạp chân lên cái thảm nhung này các bạn, hoặc là khi mà chúng ta bước lên xe, cái thảm nhung này cho một cảm giác nó êm ái cũng như là nó sang trọng hơn rất là nhiều ha. Ở đây thì sẽ có một cái túi, túi này thì bên trong sẽ có là cái dụng cụ để chúng ta bơm và vá xe. Ở đây là có một cái túi y tế, sách hướng dẫn sử dụng ở đây ha, cũng như là một cái móc kéo xe. Còn đối với S450 Maybach này các bạn, thì chúng ta sẽ không có cái lớp xe dự phòng ha. Bên dưới này chỉ là một cái cốp trống thôi, chúng ta có thể để những cái đồ. Đó, tiếp theo thì các bạn sẽ thấy ở đây nè, sẽ có thêm một cái máy tính bảng.
À, để cho cái hàng ghế phía sau à. Chắc chắn rồi bạn, đối với những dòng xe Maybach thì phải có những cái máy tính bảng này để chúng ta điều khiển ha. À, có hai cái tai nghe cũng như là lọ nước hoa trầm hương nè. À, đối với cái Maybach lần này các bạn cho hai cái lọ nước hoa luôn, một là nước hoa trầm hương, hai là một cái lọ nước hoa thông thường. À, thứ hai nữa là bên trong này cũng có sách hướng dẫn sử dụng, những nói chung là những cái đồ đi theo xe thôi của Mercedes-Benz. Ok, bây giờ Di sẽ đóng cái cốp lại cho các bạn xem kỹ hơn về nội thất ha. Quá là đẹp luôn các bạn. Chìa khóa xe nè, các bạn thấy không? Nhìn vào là biết nó sang trọng và mắc tiền rồi ha các bạn ha. Chìa khóa rất là đẹp. Cửa xe của Maybach các bạn, đây là một cái thiết kế mới của Mercedes-Benz, những chiếc xe Mercedes-Benz gần đây. Cửa là dạng cửa tay nắm dạng ẩn ha. Đấy, chiếc xe này các bạn, tất cả mọi thứ nó đều là màu đen hết ha. Gỗ màu đen luôn, ghế da màu đen. Da của chúng ta là da Nappa Exclusive các bạn. Khi mà chúng ta ngồi vào cái ghế này thì cho một cái cảm giác nó rất là mềm, nó rất là êm nè. Các bạn thấy nè, da này rất là đẹp ha. À, ghế da thì được đục lỗ, chứng tỏ là xe của chúng ta sẽ có chức năng là làm mát cũng như là làm nóng cho cái ghế này. Đó, đặc biệt các bạn, những dòng xe S-Class hay là những dòng xe Maybach các bạn ngồi vào cái ghế thì nó cực kỳ đã luôn ha. Bởi vì cái ghế nó khác hết tất cả những cái chiếc xe mà đang có ở đây. Đó, bởi vì đây là một cái dòng xe rất là sang trọng, rất là đẳng cấp. Cái ghế nó rất là to luôn các bạn. Các bạn ngồi vào là các bạn sẽ thấy khác liền ha. Đó, với cái thiết kế của chiếc xe Maybach S450 này, đây là một cái thiết kế mà mới nhất của Mercedes-Benz luôn. Các bạn sẽ thấy là bây giờ những cái nút bấm hầu như là sẽ được giảm lược gần như là rất là nhiều luôn các bạn. Chỉ còn lại những một vài cái nút bấm để chúng ta có thể điều khiển thôi ha. Điều khiển coi như là thường xuyên thôi. Còn lại đa phần thì chúng ta sẽ được điều khiển ở bên trong cái màn hình cảm ứng này hết rồi. Máy lạnh cũng vậy ha, chúng ta sẽ điều khiển ở bên trong này hết rồi. Tất cả đều trong đây hết. Và đối với cái phần mềm này các bạn thì các bạn sẽ rất là dễ sử dụng, bởi vì là nó có cả tiếng Việt luôn ha, và rất là thân thiện, rất là dễ sử dụng ha. Đấy, các bạn thấy nè, gỗ piano lắc quơ ha, rất là đẹp nha, rất là đẹp luôn. Và có những cái đường họa tiết là sơn mài nè các bạn, rất là đẹp ha, rất là sang luôn. Thật sự các bạn nhìn cái nội thất kem rất rất là nhiều các bạn, nhưng mà ngày hôm nay Duy nhìn lại cái nội thất màu đen này thì cũng làm cho Duy có một cái ấn tượng ha, rất là hay, rất là hay. Chân xe thì được bọc bằng vải hay gọi là da dinamica các bạn. Đây là một cái chất liệu da mà gần giống như da lộn, hay gọi là da nhân tạo đi, rất là giống da lộn. Cảm giác mà chúng ta sờ vào nó cũng rất là mịn và rất là sang ha. Rất là sang, rất là đẹp các bạn thấy không? À, vô lăng thì cảm ứng không à, nút cảm ứng không à. À, bây giờ Di sẽ nổ máy lên. À, các bạn thấy không, nổ máy thì nó sẽ rất rất là êm luôn. Và bởi vì là cái chiếc xe Maybach S450 này được trang bị cái động cơ là mild hybrid, nó sử dụng một cái motor điện để mà quay cái động cơ, cho nên là các bạn sẽ không còn nghe cái tiếng máy đề như tất cả những cái dòng xe thế hệ trước nữa. Rất là đẹp ha các bạn ha. Và bây giờ Di sẽ ngồi bên kia cho các bạn xem cái phần nội thất của cái khoang sau ha. Hai cái cửa sau này các bạn thì được trang bị là cửa điện ha, chúng ta có thể đóng mở bằng nút bấm hoặc là có thể là sử dụng bằng cửa chỉ ha. À, rất là sang, rất là đẹp luôn. À, đối với cái hai ghế này các bạn, đây là hai cái ghế thương gia, cho nên có rất là nhiều những cái tính năng, rất là nhiều thứ để phục vụ cho cái hàng ghế này. Đó, tất cả những cái rèm điện cũng như là cửa sổ trời, chúng ta có thể ngồi ở cái vị trí này, chúng ta có thể điều khiển hết được luôn các bạn. Đó, cũng như là khi mà chúng ta muốn điều khiển chẳng hạn như âm thanh, hoặc là muốn chuyển đèn viền nội thất các bạn, thì chúng ta có thể chuyển ở trên cái màn hình này cũng được các bạn ha. Đó, và nếu mà trong trường hợp mà chúng ta đang ngồi như thế này, chúng ta không cần phải chồm tới để bấm nút gì hết, và chúng ta có thể điều khiển bằng cái máy tính bảng ở đây. Thì cái màn hình máy tính bảng này nó sẽ tích hợp y chang như cái màn hình ở phía trên, hoặc là cái màn hình này luôn. Chúng ta có thể điều khiển mọi cái tính năng của cái chiếc xe Maybach này bằng cái màn hình iPad chỗ này ha. Rất là hay ha, rất là tiện lợi. Càng lúc thì chiếc xe được thiết kế ra các bạn, dành cho những khách hàng cao cấp thì đòi hỏi phải thật sự là tiện lợi và thật sự là thông minh luôn các bạn nha. Đó. Ở đây thì sẽ có một cái bàn gấp làm việc, bên này cũng vậy các bạn nha. Đó, đối với những dòng xe Maybach thì sẽ được trang bị cái này.
Đối với Maybach S450 các bạn thì sẽ không có được trang bị cái tủ lạnh, bên trong này chỉ là một cái hộc trống thôi ha. Đó, còn đối với Maybach S450 thì khu vực này là chúng ta có thể để được cái tủ lạnh ha. Ở đây có một cái logo Maybach rất là đẹp nè. Tất cả những cái gỗ bên trong xe gỗ màu đen các bạn, rất là bóng, rất là đẹp luôn ha. Thật sự với những cái chi tiết gỗ như thế này các bạn, chúng ta phải biết cách chúng ta vệ sinh ha. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không có biết cách ha, chúng ta vệ sinh một cách coi như là không có tìm hiểu, coi như là bất kỳ cái gì lên cũng có thể lao lên cái phần nội thất này thì nó rất là dễ bị xước, rất là dễ bị xước, nó không đẹp đâu. Bên trong cái hộc để đồ này các bạn thì các bạn sẽ có là tổng cộng tới 4 cái USB để chúng ta sạc luôn. 4 cái USB để có thể là sạc điện thoại, là có thể là kết nối bằng USB để nghe nhạc hoặc là xem phim ha. Rồi có hai cái cổng HDMI mini nữa. Cho nên là đối với cái hàng ghế phía sau này hầu như là phục vụ cho giải trí rất là nhiều. Ở đây còn có một cái chỗ để chúng ta sạc điện thoại không dây nè. Ha, sạc điện thoại không dây của Maybach S450 thì được để ở đây, còn đối với Maybach GLS 480 hoặc là 600 thì sẽ được đưa ra ngoài như thế này luôn. Thì như nghĩ là với cái chi tiết mà được ẩn bên trong như thế này thì nó sẽ đẹp hơn các bạn ha. Ok, bây giờ mình sẽ gấp cái bàn lại. Ở đây thì các bạn sẽ có là hai cái nút bấm nè để chúng ta đóng mở cái khu vực này. Đây giống như là một cái chỗ để chúng ta để ly, để uống nước này nọ các bạn ha. Ngoài ra thì cái chỗ mà để chúng ta điều khiển máy lạnh nó cũng được ẩn vào bên trong luôn, nó sẽ không được đưa ra ngoài nữa ha. Rất là đẹp các bạn nha, mọi thứ nó được ẩn vào bên trong hết, rất là tối giản và rất là sang luôn ha. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái chỗ để chúng ta để cốc nè. Các bạn sẽ thấy màu xanh là đang làm mát ha, màu đỏ là sẽ làm nóng. Ok, bây giờ mình sẽ đóng cốp lại. Các bạn sẽ thấy ở trên trần này nè các bạn, ở trên trần này nè có một cái loa ha. Đây là cái loa cũng như là có một cái cảm biến trên này. Thì cái cảm biến này để nhận biết cho cái người ngồi ở phía sau các bạn, là nhận biết bằng cử chỉ á. Đó, chúng ta khi mà chúng ta chồm qua chúng ta lấy đồ các bạn thì khu vực đèn bên này có thể là sáng lên, hoặc là khi mà chúng ta giơ tay ra như thế này thì có thể là cái dây beo sẽ tự động đưa ra để chúng ta cài dây beo, nếu mà chúng ta bật cái tính năng là hỗ trợ cử chỉ cho người ngồi phía sau ha, cũng rất là tuyệt vời luôn các bạn. Ok, thực ra bây giờ thì chiếc xe này Di đã quay rất là nhiều rồi, ngày hôm nay Di sẽ quay nhanh lại thôi. Đó, còn lại thì các anh chị các bạn muốn tìm hiểu thêm về mẫu xe này thì có thể là đến showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng ha, hoặc có thể là liên hệ với Di thì Di sẽ chia sẻ thêm. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem lại cái phần mà động cơ của cái chiếc xe Maybach S450 này. Đối với cái cách mở capo của Maybach S450 hay là dòng S-Class bây giờ các bạn thì nó sẽ không có một cái lưỡi gà ở đây để chúng ta mở nữa, mà chúng ta phải gạt cái lẫy ở bên trong hai lần ha. Đó, thì Di sẽ mở cho các bạn xem nè, như vậy là mở lên thôi. Ok, đây là động cơ 6 xi lanh thẳng hàng 3.0 lít, công suất lên đến là 367 mã lực. Và với động cơ 3.0 lít i6 này bạn thì hầu như được sử dụng rất là rộng rãi trên những mẫu xe Mercedes-Benz như là GLS nè, S-Class nè, Maybach nè. Đó, những cái đây là cái động cơ có thể nói là động cơ 3.0 tối ưu nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ rồi. Và hộp số của chiếc xe Maybach S450 này cũng là hộp số 9G Tunix chứ danh của Mercedes-Benz và được sử dụng hầu như rộng rãi hết tất cả những cái mẫu xe Mercedes-Benz hiện tại đang có các bạn. Để biết thêm chi tiết về mẫu xe Maybach S450 cũng như là tất cả những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Nếu các anh chị thấy video clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.